bạn, chào mừng các bạn, các anh chị, các cô chú đã tới với lại kênh YouTube channel này của An. Nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn thấy An hoặc là lần đầu tiên các bạn ghé qua kênh channel này á, thì hãy nhớ An á, hiện nay là An đang sinh sống học tập tại tiểu bang California. An là một người làm thuế, một người kế toán, nên là trong cái kênh channel này An sẽ chia sẻ với các bạn tất tần tật những cái thông tin về cuộc sống Mỹ, ví dụ như ăn uống, vui chơi giải trí ở đâu, thuế, bảo hiểm sức khỏe, cũng như là đầu tư mua bán stock. Nên những bạn nào chưa nhấn cái nút chuông màu đỏ phía dưới đây, nhớ nhấn vô nha để các bạn có thể coi được những cái video khi mà An vừa mới up lên cái kênh channel này. Và hôm nay á, là ngày thứ tư tháng 11, ngày 11 Tây, là ngày Veteran Day ở Mỹ đó. Thì cho An gửi lời chúc tới các bạn, các anh chị, các cô chú, đặc biệt có là những cái người mà cựu chiến binh, có một cái ngày Veteran Day thiệt là nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và trước khi mà An bắt đầu An chia sẻ cái thông tin trong cái ngày hôm nay á, thì để cho An chia sẻ một chút xíu với các bạn ngoài lề một chút xíu, là An á, là người chia sẻ thông tin với lại các bạn, các anh chị, các cô chú, nên á, cái thông tin lúc nào nó cũng có từ nhiều chiều khác nhau. Có thể có những cái video An chia sẻ làm vui lòng người này, làm buồn lòng người kia, nhưng mà những cái video khác thì người này buồn, người kia vui, vân vân. Nhưng mà nếu mà An chia sẻ những cái thông tin mà các bạn không muốn nghe hay là các bạn không hài lòng á, thì cho An xin lỗi trước. Nhưng mà những cái thông tin mà An chia sẻ với các bạn là những cái thông tin không phải là An ngồi ở đây An bịa ra những cái thông tin đó, mà An chia sẻ với các bạn trên báo chí, trên báo đài, thậm chí trên Google. Các bạn đọc được rất là nhiều những cái thông tin đó, An người là sẽ là người chia sẻ lại cho tất cả các bạn, các anh chị, các cô chú những cái thông tin chính xác nhất mà An biết được cũng như là An đọc được. Còn cái câu chuyện sau đó các bạn nhận xét cái thông tin đó là đúng hay sai thì tùy vô cái suy nghĩ của mỗi một người, nhưng mà An sẽ vẫn ở đây và vẫn sẽ đem lại những cái thông tin mà An biết được để mà An chia sẻ với các bạn, các anh chị, các cô chú. Nên á, nếu như mà An chia sẻ cái gì mà ai đó không hài lòng thì cho An xin lỗi trước nha. Nhưng mà An sẽ vẫn phải chia sẻ thôi, tại vì đó là những cái thông tin đang xảy ra xung quanh mình và mình nên biết những cái thông tin đó. Còn đúng hay sai thì thậm chí là An cũng như các bạn, đúng hay sai, nhiều khi báo chí nó đưa lên mình cũng không biết được, thì mình có thể tin hay là mình không tin thì tùy vô mỗi một cái người có những cái nhận thức riêng thôi. Thì cái thông tin hôm nay em muốn chia sẻ với các bạn á, là Tổng thống Donald Trump đã chính thức chiến thắng ở hai cái tiểu bang, đó là tiểu bang North Carolina và tiểu bang Alaska. Thì với hai chiến thắng của hai cái tiểu bang này á, thì Tổng thống Donald Trump sẽ nhận được thêm 18 lá phiếu đại cử chi ở hai tiểu bang này. Thì hiện nay Tổng thống Donald Trump á, là có 214 lá phiếu cộng với lại 18 lá phiếu của tiểu bang North Carolina và tiểu bang Alaska, thì Tổng thống Donald Trump hiện nay á, là đang có là 232 phiếu. An biết chắc chắn là khi mà An nói ở đây á, thì có nhiều bạn ủng hộ bên ông Joe Biden, các bạn sẽ vô các bạn nói là ồ, bây giờ thắng thêm hai tiểu bang này thì cũng đâu có ý nghĩa gì đâu, tại vì bên phía ông Joe Biden là đã thắng hơn 294 lá phiếu đại cử tri rồi, thì đã đủ trên 270 lá phiếu để chiến thắng rồi, thì bây giờ cái chiến thắng của hai tiểu bang này nó sẽ không có ý nghĩa gì hết. Nhưng mà các bạn nên nhớ lại á, là hiện nay á, ủy ban bầu cử và bên tối cao pháp viện vẫn còn chưa có tuyên bố là cái chiến thắng thuộc về ai, thuộc về ông Joe Biden hay là Tổng thống Donald Trump. Vào ngày thứ Bảy á, khi mà cái con số phiếu đại cử tri của bên ông Joe Biden hơn 270 lá phiếu á, thì những cái báo chí, những cái giới truyền thông á, thì người ta công bố lên nói là ông Joe Biden đã chiến thắng cho cái cuộc bầu cử này. Nhưng mà cái người quyết định cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng trong cái cuộc bầu cử không phải là báo chí, không phải là các bạn, không phải là An, mà là ủy ban bầu cử của liên bang, hoặc là bên những cái người ở trên tối cao pháp viện sẽ là những cái người quyết định. Và cả hai cái cơ quan này thì người ta vẫn chưa có xác định, chưa có xác nhận là cái chiến thắng thuộc về phía ông Joe Biden tính tới thời điểm hiện nay nha. Ngoài ra nữa là vào ngày thứ Hai vừa qua thì bên Tổng thống Donald Trump á, đã trình những cái đơn kiện lên tòa án ở tiểu bang, sau đó là tòa án liên bang và trên tối cao pháp viện để mà xem xét lại cái tính trung thực trong cái quá trình bầu cử ở năm cái tiểu bang tiêu biểu nhất á, là Wisconsin, Pennsylvania, Michigan, Arizona, để em tính lại coi, và Georgia nữa, là năm tiểu bang, tức là Arizona là
Wisconsin, Michigan, Pennsylvania và Georgia là 5 tiểu bang tổng thống đang kiện lại ở 5 cái tiểu bang này. Thì nên nó là cái việc mà chiến thắng ở 2 tiểu bang North Carolina và bên Alaska cũng sẽ rất là quan trọng, tại vì khi mà mình kiện lại 5 tiểu bang á, thì có tới 5 tiểu bang lận thì nó sẽ rất là có nhiều cái yếu tố khác nhau. Cái đợt trước á, trong cái cuộc bầu cử trước thì cái đợt mà ông George Bush á, thì cũng đã có một lần là phải kiện lên trên tối cao pháp viện để tối cao pháp viện xử coi là cái tiểu bang Florida là ông George Bush thắng hay là cái đối thủ thắng. Thì ở thời điểm đó thì nó chỉ có một tiểu bang thôi thì nó dễ hơn rất là nhiều, còn ở năm 2020 này á, là nó lên tới 5 tiểu bang luôn. Và 5 tiểu bang thì nó sẽ có rất là nhiều những cái yếu tố xảy ra. Chưa chắc có là Tổng thống Donald Trump kiện có 5 tiểu bang, mà Tổng thống với những cái bằng chứng mà Tổng thống đưa ra thì chưa chắc là ông quan tòa, ông đã coi, ông sẽ xem xét lại và để mà Tổng thống Donald Trump thắng hết ở 5 cái tiểu bang này. Sẽ có những tiểu bang mà những cái bằng chứng có thể là không thuyết phục được ông quan tòa, nên là việc mà chiến thắng ở North Carolina cũng như là Alaska thì nó nâng cái phiếu lên thành 232 phiếu đại cử tri đoàn, thì thành ra là Tổng thống Donald Trump chỉ còn thiếu cỡ khoảng 38 phiếu đại cử tri đoàn thôi. Thì cái như là cái số nó thiếu, nó không có chênh lệch quá nhiều thì sẽ dễ hơn là nếu như mà không chiến thắng ở hai tiểu bang này, thì cái việc mà kiện của Tổng thống Donald Trump hay là lật lại tình thế nó sẽ còn khó hơn nữa. Nên là với hai cái chiến thắng này thì nó làm cho cái con đường mà Tổng thống Donald Trump đang kiện nó có thể là nó dễ dàng hơn so với đại hồi trước đây. Đó, đó là những cái thông tin mà em muốn chia sẻ với lại các bạn trong cái video ngày hôm nay. Và các bạn nhớ giùm An á, là hôm qua An đã có chia sẻ một cái video, không biết các bạn coi chưa, nhưng mà An muốn nhắc lại một lần nữa đó, là ở tiểu bang Georgia đó, thì hiện nay á, cái người mà tranh cử của bên đảng Dân Chủ và cái người mà tranh cử ở bên đảng Cộng Hòa, cả hai bên này ở tiểu bang Georgia đều không có đạt đủ 50% số lượng phiếu cần thiết. Nên nó là vào tháng 1 ngày năm tay này thì những ai mà ở tiểu bang Georgia đó thì người ta sẽ phải đi bỏ phiếu lại một lần nữa để mà quyết định đó là cái ứng cử viên nào, cái người nào sẽ là người đại diện của Georgia ở trên thượng viện. Và các bạn nhớ một điều đó, là hiện nay ở trên thượng viện đó, thì cái con số bên đảng Dân Chủ và bên đảng Cộng Hòa nó chênh lệch nhau không quá là nhiều, nên nó là tiểu bang Georgia sẽ là tiểu bang quyết định là ở trên thượng viện đó, là đảng Dân Chủ hay là đảng Cộng Hòa sẽ nắm quyền trong những cái nhiệm kỳ tiếp theo. Hiện nay á thì ở dưới hạ viện, mặc dù năm nay cái đợt bầu cử này á, đảng Dân Chủ người ta mất phiếu rất là nhiều ở dưới hạ viện, nhưng mà cái số lượng người mà ở dưới hạ viện á, thì bên đảng Dân Chủ người ta vẫn đang chiếm thế tối đa, nên là chỉ cần có ở trên thượng viện đó là mình mới có thể quyết định được là đảng Dân Chủ hay là đảng Cộng Hòa là cái đảng mà sẽ nắm nhiều phiếu hơn ở trên thượng viện. Nên những bạn nào mà ở tiểu bang Georgia thì mình tới tháng 1 ngày năm tây, các bạn ủng hộ ai đi chăng nữa thì các bạn cũng nên đi bỏ phiếu để mà quyết định được có là ở trên thượng viện sẽ thuộc về đảng Dân Chủ hay là đảng Cộng Hòa. Nên là những cái lá phiếu mà các bạn đi bỏ ở tiểu bang Georgia vào tháng 1 ngày năm tây này nó rất là quan trọng luôn, nên các bạn nhớ đi bỏ phiếu nha nếu mà các bạn ở tiểu bang Georgia. Đó là những cái mà em muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Nếu như mà các bạn có câu hỏi thắc mắc gì á thì về thuế, về bảo hiểm sức khỏe, về đầu tư stock, các bạn cũng có thể comment ở dưới cho An biết. Và ở dưới cái phần comment đầu tiên thì như thường lệ là An sẽ để ba cái đường link của Robinhood, Webull và Yuan Finance. Hiện nay Webull nó đang có cái promotion, các bạn mở account deposit vô 100 đồng thì các bạn sẽ nhận được 4 cái stock free, và mỗi cái stock này nó chỉ giá từ 8 đồng cho tới 1.600 luôn, rất là good deal với lại Webull. Và Webull để các bạn có thể trade stock được từ 4 giờ sáng ở giờ Cali tới 4 giờ chiều giờ Cali lận. Đó, nên khi mà các bạn
mở account, câu hỏi thắc mắc gì lúc nào cũng có thể comment ở dưới cho An biết. Và nếu như mà mấy bạn có những cái ý kiến trái chiều với An thì các bạn cũng có thể comment cho An biết, tại vì An với các bạn là mình bình đẳng với nhau, mình ở đây để mà mình chia sẻ thông tin cũng như là An sẽ lắng nghe thông tin của các bạn. Nhiều khi An chưa chắc đã đúng, thì khi những cái thông tin các bạn có là đúng thì An lắng nghe các bạn cũng như là An học hỏi thêm để mà phát triển bản thân của An nha. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn, các anh chị, các cô chú là có một cái ngày thứ tư thiệt là nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và người thân nha. Bye.